Trong video hôm nay mình sẽ trả lời những cái bình luận của các bạn phần số 96 ha. Bạn nào quan tâm đến những số trước các bạn có thể xem lại, mình đã để chung một cái danh sách phát để các bạn tiện theo dõi nha. Đến với bình luận đầu tiên là của bạn Trần Văn Nam 98. Em đang ở bên hàng thấy có người bán con này còn đẹp giá 900. Em đang ở bên hàng thấy có người bán con này còn đẹp giá 900k mà mới mua con N9 500k nên đang sót tiền. Thì nếu như cái con 6700 Gold Edition á mà giá 900k mà còn đẹp thì anh nghĩ là rất đáng để mua ha. Cái giá trị nếu mà cái bản còn đẹp của nó thì giá trị cao hơn. Nhưng mà chắc chắn phải là cái bản vỏ zin mà còn đẹp ha, và không có bị những cái lỗi nào khác thì chúng ta nên kiểm tra cẩn thận. Nhưng mà thực tế nếu như một cái hàng bản đẹp không bị lỗi giá 900.000 thì rất là đáng mua nha. Em nên cân nhắc cái chiếc điện thoại này. Hiện tại cái giá thị trường mà anh thấy những cái bản 95% á đang được bán với giá là gần 20 triệu lần. Đến với bình luận tiếp theo là của bạn Linh Nga. Mình mới mua 6700 về cứ nghĩ vào mạng được, ai ngờ chỉ để nghe gọi. Không chỉ nghe gọi không nha bạn, 6700 thì nó trang bị kết nối 3.5G, cho nên hiện tại dù là gắn sim Viettel hay là Mobi, như trong video mình đang sử dụng sim Mobi nè ha, các bạn có đăng ký cái gói data thì các bạn vẫn có thể vào trình duyệt Opera Mini của nó để đọc báo nè, đọc truyện nè, hoặc là có thể vào Facebook cũng được ha. Facebook thì cái phiên bản nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà đủ để các bạn sử dụng khi cần thiết, khi mà các bạn không mang theo smartphone nha, chứ không riêng về nghe gọi đâu. Ngoài ra nữa, các bạn có thể tải về Google Maps để sử dụng cái mạng này để dò đường khi cần thiết nữa. Sóng sánh lên 3.5G và lướt web qua Opera Mini thì cũng rất là nhanh, và nó đã tích hợp sẵn Opera Mini bên trong rồi, mặc dù là cái phiên bản cũ, nhưng mà khi mà dùng cái bản cũ thì các bạn nhìn được những cái chữ của nó rất là to, còn bản mới á, thì cái chữ nó nhỏ trở lại. Mình vẫn thích cái Opera Mini 4 thôi các bạn, không có cần quá cao đâu. Mà ở thời điểm hiện tại thì khi mà các bạn sử dụng Opera Mini 4 á, thì khi vào trang web á, những lần đầu tiên nó sẽ hỏi một số cái gì đó thì các bạn cứ bấm có là được thôi ha. Bình luận tiếp theo là của bạn Lê Phương Toàn 2490. Em trai cho anh hỏi ở Sài Gòn anh muốn chọn mua một chiếc Nokia 6700 bạc bóng hoặc bạc sần like new thì chọn shop nào uy tín và giá cả hợp lý vậy em? Cảm ơn em. Rồi, đầu tiên thì nếu mà anh chọn giá cả hợp lý mà sử dụng ok thì anh có thể tham khảo ở dưới cái phần trang web, dưới cái phần mô tả của em ha, để chọn một sản phẩm 6700 phù hợp với nhu cầu. Ngoài ra sẽ có nhiều cái thiết bị Nokia cổ khác, nó sẽ có mức giá hợp lý. Ngoài ra nữa thì nếu mà muốn chọn cái bản like new mà bản đẹp mà đầy đủ hộp phụ kiện thì đó, có bạn đã bình luận cho anh rồi, anh có thể tham khảo ở trang web của cái shop này ha. Thì sẽ tùy theo cái hình thức thôi. Nếu mà mình chọn cái hàng mà đầy đủ hộp phụ kiện thì cái mức giá nó sẽ cao hơn. Thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng cá nhân thôi, thì anh sẽ đưa ra cái sự lựa chọn phù hợp. Thì anh cứ tham khảo nhiều chỗ khác nhau nha. Bình luận tiếp theo là của bạn Vui 175. Anh ơi, sao Oppo Reno 2F sao không kết nối được? Thì em không biết là em đã xem chi tiết cái video anh làm chưa ha. Anh đã hướng dẫn chi tiết cái cách mà kết nối cái micro không dây K8 này với các thiết bị của tập đoàn BBK, ví dụ như là Realme, Oppo rồi ha. Thì khi đó em sẽ thấy được cái đèn màu đỏ đỏ ở trên cái phần kết nối vào điện thoại á, thì em sẽ thấy được là tức là đã kết nối được rồi. Và chúng ta sẽ sử dụng một cái trình quay camera của bên thứ ba, và hữu ích nhất là open camera, thì chúng ta sẽ thu được âm thanh thôi ha. Có thể em đang dùng cái trình camera mặc định á, một số cái Oppo đời cổ thì nó sẽ không được ha. Thì em thử tải về open camera và làm theo cái cách thức của anh, thì để xem là nó có thu âm được hay không. Bình luận tiếp theo là của bạn Hải Lê Vlog. Sử dụng cho máy Samsung A03 được không em? Là được ha. Thì đối với cái micro không dây K8 này, khi mà chúng ta có những chiếc smartphone Android mà có hỗ trợ cổng Type-C thì đều kết nối được với cái chiếc micro K8 này hết nha. Thì riêng với một số thiết bị BBK thì mình đã làm cái clip hướng dẫn riêng rồi. Nó sẽ có một cái cáp chuyển đổi từ Type-C qua Lightning để sử dụng cho các thiết bị iPhone nữa, cho nên là bạn nào đang sử dụng các thiết bị Android mà cổng Type-C thì yên tâm. Với bình luận tiếp theo là của bạn Dung Phạm. Anh ơi, em không tìm thấy danh sách phát trả lời bình luận trong kênh ạ. Anh gửi link đến danh sách phát được không anh? Thì cái trường hợp này là em chỉ cần vào kênh YouTube của anh rồi, sau đó em sẽ chọn qua cái phần mà
danh sách phát nè, thì anh đã tích hợp, anh đã tạo ra rất là nhiều những cái danh sách phát để cho các bạn dễ tìm kiếm hơn. Ví dụ như về cái tai nghe hay về cái gì đó ha. Ở đây một cái danh sách phát này có 2 video hoặc 3 video, hoặc là các bạn cứ kéo xuống rất là nhiều những cái danh sách phát. Ví dụ như về cái phần hỏi đáp đi, thì nó có đến rất là nhiều những cái video khác nhau. Nếu bạn quan tâm tới cái danh sách phát hỏi đáp thì các bạn kéo xuống và chọn cái số mà các bạn cần xem thôi ha. Cũng rất là đơn giản rồi. Bình luận tiếp theo là của bạn Sâm Đặng 8020. Mắt theo lút mừ lỗi tin, lỗi một tin nhắn chia làm 3 tin nhắn ạ. Thì anh chưa hiểu cái bình luận này của bạn nha. Không biết lỗi một tin nhắn chia làm 3 tin nhắn là nó có cái trường hợp là ví dụ như một tin nhắn nhưng mà em bấm quá nhiều dấu bên trong ha, thì nó sẽ tốn nhiều ký tự hơn, thì nó sẽ nhiều ký tự quá thì nó sẽ làm 3 tin nhắn, thì khi đó em sẽ mất cái phí 3 tin nhắn là chuyện bình thường thôi. Hoặc là một cái tin nhắn quá dài, gặp cái trường hợp mạng đang có vấn đề gì đó thì khi mà gửi tới thì nó sẽ chia làm 3 lần nhận, thì không biết em đang gặp cái tình trạng nào, em có thể bình luận chi tiết hơn ha. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì mình nhắn quá nhiều ký tự thì nó chia làm 3 tin nhắn, tốn phí 3 tin nhắn thì có. Còn với cái điều kiện mạng như hiện tại mà gọi là nhận một tin nhắn mà chia làm 3 như ngày xưa thì không có ha. Ngày xưa nếu như các bạn sử dụng những chiếc điện thoại Nokia ngày xưa á, mà gặp cái những cái ngày lễ rồi người ta gửi tin nhắn chúc mừng nhiều á, thì một tin nhắn có thể là các bạn nhận được nó hiện là phần này còn thiếu, sau đó nó sẽ có những cái phần tiếp theo nữa ha. Đó, không biết là bạn đang gặp cái tình trạng nào. Bình luận tiếp theo là của bạn Rồi Nhé. Máy có trình quay màn hình không anh? Là bạn đang hỏi về cái chiếc LG G8X ha. Là có nha bạn, cái trình quay màn hình của LG G8X rất là mạnh mẽ nha, tích hợp sẵn luôn. Thì bạn chỉ cần vuốt xuống và quay cái nội dung mà bạn cần quay thôi. Thì nó có cả tính năng mà ghi âm nội bộ, và bạn có thể tùy chọn giữa ghi âm cái nội dung của video hoặc là ghi âm khi có mic ở bên ngoài nữa ha. Rồi ngoài ra nữa thì các bạn có thể tùy chọn những cái độ phân giải khác nhau, nhưng mà kịch khung tối đa nhất thì là bằng ngang bằng với cái độ phân giải tương đương của màn hình của nó ha. Rồi bình luận tiếp theo là của bạn Được Đã 579. Chip Exynos 1280 và chip Mediatek Helio G99 cái nào mạnh hơn ạ? Thì tất cả những thông số trên tất cả những cái phần mềm đánh giá hiệu năng thì cái con chip Exynos 1280 đều mạnh hơn Helio G99 ha. Ha, từ cái điểm mà GPU, từ cái điểm CPU cũng như là cái khả năng tiết kiệm pin thì nó được đánh giá cao hơn. Thì các bạn có thể tham khảo tất cả những cái chi tiết ở đây ha. Hy vọng là video này sẽ hữu ích đối với các bạn. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.